Với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng, Việt Nam đang vươn mình trở thành một trung tâm sản xuất mới của châu Á. Và bệ phóng cho sự tăng trưởng ngoạn mục của Việt Nam chính là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 8 tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ. Có thể nói, đây là vùng kinh tế năng động nhất của cả nước, tập trung khoảng 20 triệu dân và có tốc độ tăng trưởng GDP trung bình lên đến 10,7%, chiếm trên 50% GDP cả nước. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước là một tỉnh có vị thế chiến lược tuyệt vời cho đầu tư sản xuất công nghiệp phục vụ nhu cầu trong nước và cả khu vực châu Á. Tiếp giáp với Bình Dương và gần kề thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước được thừa hưởng toàn bộ tiện ích từ cơ sở hạ tầng và dịch vụ của cả hai đô thị này. Phát triển Bình Phước thành trung tâm công nghiệp hiện đại, tiếp tục thu hút mạnh đầu tư FDI vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là mục tiêu chiến lược của chính phủ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bình Phước trong những năm gần đây. Dự án BKMX Bình Phước với tổng diện tích 4.600 ha, trong đó khu công nghiệp chiếm hơn 2.400 ha, là một khu phức hợp 3 trong 1. Công nghiệp, dịch vụ, đô thị được xây dựng bởi Tập đoàn Phát triển Hạ tầng Công nghiệp hàng đầu Việt Nam BKMX IDC. BKMX IDC là tập đoàn xây dựng với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển và đầu tư khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ trải dài khắp cả nước, với hệ sinh thái được đánh giá cao trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư phát triển lâu dài và bền vững. Khu công nghiệp dịch vụ đô thị BKMX Bình Phước được thiết kế hiện đại, trong đó có 3 cơ sở hạ tầng chính. Hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt trạm lưới điện, hệ thống cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải. Giao thông công cộng được thiết kế quy hoạch một cách hợp lý. Hạ tầng dịch vụ áp dụng cơ chế một cửa, một dấu, thủ tục dễ dàng, các chính sách hỗ trợ đầu tư, dịch vụ an ninh, phòng cháy chữa cháy 24/24. Hạ tầng xã hội, quy hoạch khu nhà ở, trung tâm văn hóa, bệnh viện đa khoa, trường học, nâng cao đời sống xã hội cho cộng đồng. BKMX Bình Phước trở thành khu phức hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị hiện đại, được xây dựng trên những nền móng vững chắc, là một điểm đầu tư tin cậy cho các tập đoàn lớn trên thế giới. Hạ tầng giao thông của Bình Phước vô cùng thuận lợi với các tuyến đường như quốc lộ 13, 14 và DT741, tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn kết nối xuyên suốt các khu công nghiệp mới với cảng biển Thị Vải Cái Mép, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ 1 giờ 30 phút. Tuyến đường sắt xuyên Á sẽ được hình thành trong tương lai, kết nối Bình Phước với Campuchia, Lào và các nước trong khu vực là một lợi thế tuyệt vời cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các nước lân cận. BKMX Bình Phước mở cánh cửa cơ hội tiềm năng mới, thu hút nguồn nhân lực dồi dào đến với Bình Phước, thúc đẩy nền kinh tế trong khu vực nói chung và Bình Phước nói riêng. Bình Phước có hơn 600.000 ha đất tự nhiên, trong đó 2/3 là sản xuất nông nghiệp như điều, cao su, tiêu và các nông sản khác. Bình Phước còn có hơn 20 loại khoáng sản được khai thác để phục vụ cho công nghiệp xây dựng. Tỉnh cũng khuyến khích nông nghiệp và chăn nuôi theo mô hình hiện đại, hình thành khu trung tâm nông nghiệp kỹ thuật cao của Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất trong việc hoàn thành thủ tục. Bình Phước cũng được chính phủ Việt Nam quan tâm và hỗ trợ khuyến khích đầu tư với mức thuế suất cạnh tranh so với khu vực khác. Hứa hẹn là một nơi đáng để sống, làm việc, học tập và vui chơi. Để Bình Phước trở thành một điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư, hãy đến khu công nghiệp BKMX Bình Phước và đồng hành cùng BKMX trong hành trình kiến tạo thịnh vượng.